could be us. So back to what I was saying. Could be us. Lý Nhã Kỳ lên tiếng phủ nhận tin đồn bị bắt. Lý Nhã Kỳ phủ nhận tin đồn bị bắt mà một tài khoản mạng đăng tải. Cô đáp trả, cần tin gì thì lấy luôn chỗ em cho chính xác. Sáng ngày 26 tháng 10, một tài khoản trên mạng xã hội đăng tải thông tin Lý Nhã Kỳ đã bị bắt, dòng nội dung thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng. Nhiều người để lại bình luận trái chiều về thông tin được chủ Facebook đăng lên, thậm chí tài khoản mạng nói trên còn viết. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, cô Lý Nhã Kỳ đã bị bắt, điều đáng chú ý là trong cuộc vây bắt này đã xảy ra nổ súng. Trước tin đồn này, Lý Nhã Kỳ lên tiếng phủ nhận. Cô tỏ ra bất ngờ và cho rằng nếu muốn biết thông tin chính xác, người đăng nên hỏi chính cô. Lý Nhã Kỳ cũng cho biết dòng trạng thái đăng tải thông tin sai lệch đã bị xóa. Trên trang cá nhân có gần 650.000 người, Lý Nhã Kỳ bày tỏ, chị gì ơi, chị lấy tin ở đâu mà em đọc hú hồn, cần tin gì thì lấy luôn chỗ em cho chính xác. Hiện dòng chia sẻ của cô đang nhận được sự quan tâm của cộng đồng mạng. Trước một số bình luận của cộng đồng mạng cho rằng Lý Nhã Kỳ nên làm mạnh tay với những nguồn tin sai lệch, gây phương hại, ảnh hưởng đến uy tín cá nhân. Lý Nhã Kỳ nói, có lẽ nên như vậy. Lý Nhã Kỳ chia sẻ cô đã nhận lời mời đến Doha, Qatar để tham dự sự kiện thời trang quốc tế và đấu giá từ thiện Emirates. Sự kiện được tổ chức bởi Fashion for Realize, một tổ chức từ thiện nổi tiếng thế giới được siêu mẫu quốc tế Naomi Campbell sáng lập. Theo giấy mời, sự kiện diễn ra từ ngày 24 đến ngày 28 tháng 10. Đây cũng là cách Lý Nhã Kỳ ngầm thông báo cho người hâm mộ rằng cô vẫn dự lịch trình ở nước ngoài chứ không bị bắt, như lời đồn. Lý Nhã Kỳ sinh năm 1982, tên thật Trần Thị Thanh Nhàn, là diễn viên, nhà sản xuất phim, doanh nhân người Việt Nam. Người đẹp từng tham gia các phim Kiều Nữ và Đại Gia, Tình Yêu Còn Mãi, Mùa Hè Lạnh, Kẻ Thứ Ba. Đáng chú ý, cô được biết nhiều đến qua vai diễn Kiều trong phim truyền hình Kiều Nữ và Đại Gia. Cô cũng từng là đại sứ du lịch Việt nhiệm kỳ 2011-2012. Gần đây nhất, vào tháng 5, cô gây chú ý khi dự sự kiện liên hoan phim quốc tế Cannes 2022 tại Pháp.